Alo, sửa rồi. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu mà trên bản đồ là 4 chém. Bên phía mình là Roman Grech, bên phía đội bạn là Grech Choison. Chim sẻ đến nắng là người cầm Grech trong trận thi đấu này. Trận thi đấu này thì bên phía team của Gandhi và chim sẻ canh có lợi thế hơn do có Roman, một loại quân có thể chống phù được. Nhưng mà vâng, nhưng mà còn phụ thuộc vào bài một cách rất nhiều. Bài này là những bài mà đẹp, vâng, có đồ lùa về, quả phụ nữa. Thì đây là một bài chim sẻ nắng cũng sẽ tươi. Và chim sẻ nắng, đây là một trận mà chim sẽ được cầm Grech, và chim sẽ lại được thể hiện cái khả năng điều phù và chơi phù của mình. Vâng, chơi phù thủy, tôi nghĩ rằng anh sẽ công thẳng vào nhà chơi son. Nhà chơi son là một nhà đánh cung Nga một áo. Chính vì thế đấy là một nhà mà sẽ bị công vào ngay từ tập 1. Vâng, công thẳng vào nhà chơi son, nhà đánh cung Nga một áo sẽ bị công thẳng vào từ tập 1 và đóng 1 p thủ ở nhà đầu tiên, sau đấy là đóng 2 nhà p đi dâng, công thẳng vào nhà chơi son. Nhà p thủ đó là thủ cho nhà mình và nhà kiếm thủ Gandhi. Gandhi sẽ có một bài cầm Roman và có thể chắc nhà. Màn hình máy ở game thủ Gandhi xem sao. Đây là Gandhi, anh đang có tham là 17/20, có một bãi quả và một đây là một bãi quả phụ, một bãi quả phụ rất xấu dành cho game thủ Gandhi. Anh vẫn thiết kế phải ăn, phải búng bằng được thì thôi, bắt buộc là như vậy. Một trận thi đấu mà chim sẻ đến nắng, anh sẽ thể hiện được khả năng bật kèo hay không. Vâng, trận thi đấu này là một trận thi đấu mà tôi hy vọng vào chim sẻ rất nhiều. Hưng Nhổn anh cũng sẽ đánh chém thủ phù và sau đấy là chuyển sang bài châu sọc đơn. Nhưng điều quan trọng là không được để cho Grech của bên phía đối phương có được một bài châu y nếu như mình châu sọc đơn, hoặc là không thể được để, không thể để cho Choison lên được cung Nga một áo một cách phũ phàng. Đấy là hai điều bắt buộc. Nhà nào, vâng, nhà nào chắc nhà thì cần phải được công vào một cách gắt, một cách thực sự gắt. Và đây là một trận mà nhiều khả năng là Choison sẽ được đánh cung Nga một áo. Màn hình máy của game thủ của chim sẻ đi nắng có một bãi quả phụ nữa đây rồi. Ở đây là một bài đủ đồ dành cho game thủ chim sẻ đi nắng với bài 2-3 dân. Bãi hiêu đầu 4 con, một con voi, 2-3 dân lên bài này là lực yếu. Vâng, lực rất yếu. Sóc được con ngựa giò và nâng được một cái đào vàng, tôi nghĩ là một điều hơi khó dành cho chim sẻ. Nếu như có thêm được một con voi nữa câu về thì tốt, hoặc là một con hiêu ở đâu đó đá về này thì tươi. Nhưng không có thì nói chung là đành phải chịu vậy thôi, không còn nước nào khác. Vâng, dắt hai dân lên. Phi chết con sư tử để làm gì? Như vậy là câu con sư tử này về. Và đúng là như vậy. Chúng ta có thể thấy rằng chim sẻ anh tỉ mỉ như nào, quá hay. Những tên câu sư tử về để có thể lấy được lực. Chim sẻ đang rất tinh tế. Anh đang tận dụng mọi thứ ở trên bản đồ để có thể có được một bài chém khỏe, một bài công phu tốt. Vẫn chưa đủ gỗ để đóng nhà BL, bởi vì anh đã mất rất nhiều dân tập trung ăn con sư tử vừa rồi. Vâng, đóng một cái nhà BL thôi. Một bãi vàng 6 thằng nông dân hoặc là 8 thằng nông dân ăn vẫn vừa. Bên phía đội bạn lên đòi bằng khít bên mình rất sớm, cố gắng khai thác một bãi quả còn 150 thực kia nữa. À nhầm, một cây quả còn 150 thực kia nữa. Thế là tươi rồi. Đóng một chiếc BS để có thể ăn vàng. Mới đầu thì 6 thôi, tí nữa sẽ cần nét thêm với thằng nông dân nữa. Có nâng cấp được bổ vàng luôn không?
nâng cấp bổ vàng luôn đi chim. Đủ rồi, đủ đủ gỗ và đủ thực rồi, nâng cấp bổ vàng quá chuẩn bài. Bây giờ thì gỗ có lẽ xin từ Roman là vẫn có thể xin được. Roman đang có một bài tham lai 24/28, một bài đánh chém thủ phù, sau đấy mới chuyển sọc đơn. Chuẩn bài là như thế, không có nước khác dành cho Gunny, bởi vì đội bạn là những người chém cực kỳ phũ. Gunny nhét được bãi vàng của mình vào một cách tuyệt vời. Và đây là màn hình máy ở chim sẻ nắng, đã bị chọc giò, đã bị chọc giò, và đây là con giò đến từ game thủ BB. Vâng, 6 thằng nông dân ăn vàng rồi. Bây giờ phải tập trung ép gỗ đã, ép gỗ bò bế nhà cửa nhà mình. Và hơn thế nữa là đóng được những chiếc nhà phù thủy. Vâng, ngựa giò đang được chạy đi. Sóc một con chém sẽ chưa thể nâng được bánh xe luôn. Lại bơm ngược gỗ lại cho Roman. Roman mới là người được đóng phù thủy trước. Màn hình máy của game thủ Gunny. Vâng, đen một con nông dân đi để cho quanh ruộng có thể đẹp hơn. Phong cách rất mới đến từ game thủ Gunny. Một phong cách mà có lẽ rằng tôi đã, anh đã nghe thấy tôi nói ở trong trận đấu trước. Cũng hay thôi, bơm ngược lại gỗ cho game thủ chim sẻ đi. Gunny cũng là một người chơi công phu đập dân khá hay. Bây giờ thì Choi Son của Vlog không thấy chọc giò. Và đây rồi, Vlog cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Vâng, phù thủy vẩy đi. Vẩy và được rồi, quá hay. Và như vậy đây là một tên lộc lá đến từ game thủ Gunny. Nói chung là anh cũng lộc, nhưng thực ra cũng phải không thể phủ nhận được cái việc tinh tế đến từ game thủ Gunny. Anh đứng con phù thủy trên dốc. Khi phù thủy đứng trên dốc thì nó sẽ có khả năng xác suất phù được tốt hơn. Ở dưới kia mà xem shop đầy không? Chim lợn nó đầy. Bây giờ thì chim sẻ đi nắng anh sẽ bắt đầu đóng thêm những nhà phù thủy của mình, nâng cấp công nghệ những nhà phù của mình, và sau đấy là đi công phù. Nhà Sơ Son cũng đã bắt đầu, nhà Sơ Son cũng đã đánh chém. Nhà Greg thì đây là một tên công phù và đập dân. Phù thủy đứng bên trong chửi ra, còn những con nông dân đứng bên ngoài đập vào. Phù con chém đi. Vâng, những con nông dân vào để hút mana của những con phù thủy này thôi. Nhưng chim sẻ biết điều đấy. BB vẫn đang có một bài công phù đập dân. Chim sẻ đi nắng. Vâng. Vâng, chim sẻ đi nắng anh vẫn đang làm bài này một cách khá tốt. Phù được cái đen luôn. Vâng, phù thủy của game thủ BB dường như đã mắc công nghệ rồi. Bây giờ thì chim sẻ còn chưa có bánh xe, chính vì thế mà đập dân là một điều bất lợi dành cho chim. Còn Gunny sọc đơn đâu? Vác sang luôn. Vâng, chỉ vác sọc đơn thôi, không được vác cái gì khác. Gunny đang ăn được bãi gỗ nhà của game thủ BB đây rồi. Một trận thi đấu đang khá căng cỏ. Đến màn hình máy của chim thôi, chim vẫn cứ phải giữ được tham. Chim đang phải ra ruộng, chim đang phải ra ruộng để có thể nâng cấp được bánh xe để có thể đi đập dân. Không biết là đã nâng cấp bánh xe chưa, nhưng bây giờ thì sọc đơn còn đang bị phù, đúng là nhục. Vâng, như vậy là 6 con cùng phù con sọc đơn. Giờ còn điều các kiểu cơ, rất hay. Rồi vẫn còn mana cho những con phù vừa chạy đi. Chim sẻ điều phù đang khá dẻo. Bây giờ thì cả hai bên đang đều mất những con phù thủy. Đúng là BB và chim sẻ, những game thủ 96. Nhưng lợi thế về sân nhà đang khiến cho game thủ chim sẻ nắng đang có lợi thế hơn. Chúng ta có thể thấy rằng chim sẻ nắng đang tận dụng lợi thế ở sân nhà của mình một cách rất tốt trong tuần vừa rồi. Và đây là gòng màn hình máy của game thủ Gunny. Không biết rằng Choi Son đã chuyển cùng Nga xong rồi. Nhưng phù thủy kẹp với những con sọc đơn đang hành lạc để có thể chơi chết vào nhà của game thủ Velos trong tuần này. Vâng, Velos đang mất rất nhiều cùng Nga. BB sai. Tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu chung kết ở trong trận đấu thứ 6 thôi. Vâng, một trận thi đấu mà chim sẻ cũng dẻo, mà Gunny cũng may. Vâng, rất hay trong một trận thi đấu mà bốn game thủ các anh đã thi đấu một cách rất công hiến. Thi đấu một cách cực kỳ bài bản. Vâng, Venlop anh đánh một bài đánh chém và chuyển cung, thật sự là yếu. Bởi vì
Đánh cung phải đánh cung hẳn cơ, chứ nếu đánh cung một cách nửa vời như này thì đúng thật đây là một bài mà bên lớp anh có lẽ là anh cũng sẽ không thể khỏe hơn được. Và anh resize luôn ở trong turn đấy là điều dễ hiểu thôi.